rồi, xin chào tất cả quý vị nha. Hiện tại thì Nhật Tây đang có mặt tại Bình Đại, Bến Tre để tiến hành bàn giao dàn loa siêu khủng cho khách hàng siêu VIP. Đây, tới nhà khách rồi quý vị nha. Sau một chặng đường dài, vừa setup ở trên Tiền Giang xong, bây giờ đang có mặt ở Bến Tre rồi. Giờ Nhật Tây sẽ tiến hành lên nha và test cái chất lượng âm thanh cho khách hàng của mình. Mời quý vị cùng theo dõi cái chuyến hành trình này cùng với Nhật Tây ha. Giờ biết làm sao khi đêm nào tôi cũng nhớ, nhớ lúc em cười và ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên em giá vờ làm người ta yêu thân thờ, đâu ngờ em là ai tớ để anh cười anh nói vu vơ. Audio mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của Nhật Tây ha. Thưa quý vị, sau thời gian mà Nhật Tây di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Mỹ Tho Tiền Giang đã set up xong cho một khách, và hiện tại thì Nhật Tây cũng đã set up xong cho vị khách thứ hai ở tại Bình Đại, Bến Tre quý vị ha. Thì sản phẩm trước mắt quý vị đây là sản phẩm NT1504 của anh Cường ha. Ở Bến Tre cũng đặt Nhật Tây cũng nửa tháng rồi quý vị. Tới ngày hôm nay thì Nhật Tây mới trả được cái đơn hàng cho anh. Bởi vì khách hàng ngày càng đặt hàng càng nhiều, và Nhật Tây thì chỉnh dàn âm thanh này rất là kỹ, nên thành thử ra là cái công việc của mình thì cố gắng sắp xếp được xuống dưới đây, được gặp khách hàng, được thử máy test loa cho khách hàng, để mọi thứ đâu vào đó chỉnh chu hết cho khách, rồi Nhật Tây sẽ hướng dẫn khách sử dụng. Thì khách hàng nào cũng vậy quý vị, ở xa, ở ngoài tỉnh miền Bắc hoặc là miền Trung, xa hơn nữa thì cuối bản đồ Việt Nam như Cà Mau thì Nhật Tây không thể đến được, thì Nhật Tây cũng đã có làm sẵn những cái video hướng dẫn sử dụng cũng như là test rất là kỹ ở nhà trước khi bàn giao về cho quý vị. Rồi, đó là những cái Nhật Tây cần chia sẻ quý vị, bởi vì đang còn rất nợ rất là nhiều đơn. Biết đâu khách của mình xem cái video này họ thông cảm cho mình. Rồi, nói vui như vậy thôi. Còn bây giờ thì Nhật Tây sẽ tiến hành nói sâu hơn về cái dòng sản phẩm trước mắt quý vị đây. Đây là sản phẩm NEO 1504 phiên bản full NEO 30 quý vị nha. Và combo sản phẩm này thì Nhật Tây đã ráp với phân khúc giá là 50 triệu, và chất lượng âm thanh thì phải nói là rất là tuyệt vời quý vị nha. Khi quý vị chúng ta sở hữu một cái cấu hình khủng với bass từ NEO, trep từ NEO nghe rất là hay. Cấu hình của nó gồm một cái thùng loa 3 bass ha. Ở đây thì nó được trang bị cho mình với 2 bass full NEO, bass 40 từ NEO côn 75 và trep NEO khối 850, và ở giữa thì có trang bị cho mình với một cái sub 50 có từ là 220 côn 100. Và dàn máy của mình thì nó gồm cho mình với 5 bộ phận xử lý âm thanh. Trước tiên là một cục đẩy công suất 4 kênh với mỗi kênh đánh được 700W. Một kênh này thì chúng ta có thể đánh được 2 loa full bass 30 quý vị nha, rất là tuyệt vời. Tiếp tục nữa là về dòng thiết bị vang số chính hãng của DB Acoustics. Đây là dòng vang số căn chỉnh hiệu ứng Echo Reverb, nghe rất là hay, cắt hú rất là tốt. Và Nhật Tây đã lưu sẵn những cái chế độ cài đặt ở trên đây. Khi quý vị chúng ta sử dụng đó thì chúng ta chỉ cần dùng cái remote bấm từ xa là có thể căn chỉnh lớn nhỏ ha. Rồi, cuối cùng là cái thiết bị nâng tiếng của DB Acoustics. Thiết bị này giúp cho chúng ta lấy nhạc và chỉnh được âm thanh bass trep nhạc ha. Ví dụ như chúng ta muốn tăng bass hoặc là tăng trep gì đó, chúng ta hoàn toàn có thể là căn chỉnh ở trên cái con nâng tiếng này. Tiếp tục nữa là về cái micro của thương hiệu ABV mã số Siso S900 Pro. Đây là dòng mic sự kiện sóng xa, chất âm hay, rất là tốt trong tầm giá. Cuối cùng là thiết bị quản lý nguồn, giúp chúng ta có thể là quản lý cái nguồn điện và được bật tắt theo cái lập trình mà mình đã đi và kết nối nó quý vị nha. Khi quý vị chúng ta trang bị quản lý nguồn này thì sẽ thứ nhất là tránh trường hợp bật tắt không đúng cách thì nó sẽ ảnh hưởng đến loa. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có một cái sự cố bất thường về điện thì ở đây nó sẽ có CB, nó sẽ tự nhảy ha, nên là rất là an toàn trong cái quá trình chúng ta sử dụng. Rồi, đó là về dàn máy. Còn đây là cặp full NEO bass 30 ha. NEO cũng là từ NEO côn 75 và trep NEO bi 850 đó. Đây là cái cấu hình khủng của nó. Thì Nhật Tây cũng nói nhanh qua như vậy thôi. Sau đây thì Nhật Tây có tiến hành test nhạc cũng như là test chất lượng âm thanh karaoke.
Thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái chất lượng của nó như thế nào ha. Mời quý vị chúng ta cùng đeo tai nghe vào.
giờ biết làm sao khi đêm nào tôi cũng nhớ nhớ lúc em cười và ánh mắt ngây thơ hồn nhiên em giả vờ làm người ta yêu thân thờ đâu ngờ em là ai tớ để anh cười anh nói vu vơ bởi tôi ngày hôm qua còn đường đón nhau về từ má kề vai rồi hẹn ước câu chung thề trong đó vỡ đây nếu biết rằng em còn thương nhớ ai thật nhiều thì cớ làm sao còn nhận tâm vui đùa làm chết tình tôi người nói trần gian sau này ai thay đổi nhưng trái tim người thề mãi mãi không thay giờ sao em lối thề để mình tôi không lôi về ai thì vui với người xưa chỉ riêng mình anh không trong tình mới vừa trao bao niềm vui chưa dứt sao nỡ quay về tình cũ ơi người ơi tại sao em dối lừa để giờ tôi như kẻ thừa khi người ta bỏ em đi thế anh vào trong lúc cô đơn giờ biết làm sao khi đêm nào tôi cũng nhớ nhớ lúc em cười và ánh mắt ngây thơ hồn nhiên em giả vờ làm người ta yêu thân thờ đâu ngờ em là nai tớ để anh cười anh nói vu vơ má kề vai rồi hẹn ước câu chung thề trong đó vỡ đây nếu biết rằng em còn thương nhớ ai thật nhiều thì cớ làm sao còn nhận tâm vui đùa làm chết tình tôi người nói trần gian sau này ai thay đổi nhưng trái tim người thề mãi mãi không thay giờ sao em lối về để mình tôi không lối về ai thì vui với người xưa chỉ riêng mình anh không trong thưa quý vị vừa rồi thì khách cũng đã tiến hành test chất lượng nhạc cũng như là chất lượng karaoke và Nhật Tây cũng muốn là hỏi ý kiến của khách hàng xem sản phẩm như thế nào chất lượng hay không để từ đó quý vị chúng ta sẽ có một cái nhìn nhận cũng như là đánh giá tích cực về dòng sản phẩm này chào anh Cường thì trước tiên thì cũng cảm ơn anh và gia đình đã tin tưởng và lựa chọn cái sản phẩm của bên em mặc dù anh ở đây nhưng mà gia đình mình đã cất công đi từ đây lên tới Sài Gòn để đặt cái dàn máy của bên em thì
Đó giống như là một cái niềm hạnh phúc cũng như là một cái điều mà em rất là mong muốn. Thì sau khi mà anh nghe cái dòng sản phẩm của bên em xong thì không biết là anh có cái cảm nhận âm thanh như thế nào, thì anh cũng cho em xin ý kiến. Âm thanh rất là hay, tuyệt vời. Trên thị trường thì thực ra là có rất là nhiều đơn vị sản xuất cũng như là lắp ráp giống cái dòng sản phẩm của bên em, nhưng mà không biết cơ duyên nào mà để anh Cường chọn cái dòng sản phẩm của bên em, anh có thể chia sẻ giùm em được không? Thì anh lên YouTube á, anh thấy cái dòng sản phẩm của bên Nhật Tây á. Dạ. Nghe rất hay. Dạ, nghe hay. Nghe rất hay. Những đơn vị khác thì anh cũng có tham khảo rồi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà chắc là có lẽ là cái gì cũng phải nói là một cái duyên. Đúng. Một cái duyên với nhau là anh đã chọn sản phẩm của bên em. Thì anh nghe cái chất lượng như thế này, anh có hài lòng về sản phẩm của bên em không? Tốt. Âm thanh chất lượng hay. Ok anh. Thì nghe được những lời nhận xét đó của anh thì nói chung là em rất là vui. Mặc dù bây giờ thực sự thưa quý vị thì bây giờ cũng đã 10 giờ rưỡi gần 11 giờ đêm rồi quý vị, không còn sớm nữa. Nhưng mà với mong muốn của một người làm âm thanh đó, mà được nghe khách hàng mà nhận xét như vậy thì mình về, trên đường về mình rất là phấn khởi. Mặc dù chắc sẽ là ngủ gục trên xe là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà mình rất là vui, tinh thần nó rất là phấn chấn. Nhưng tay mong muốn là sẽ đem lại những dòng sản phẩm ngày càng chất lượng hơn đến với tay khách hàng. Rồi, em xin bắt tay anh một cái. Rồi, sau đây thì em cũng có sẽ hướng dẫn anh sơ qua về cái cách sử dụng. Nếu như anh quên, anh có thể lên YouTube, anh xem lại video này. Em có quay tại gia đình của mình ha.